như những lần trước Nhân có chia sẻ thì cái quan trọng nhất để làm nên một thành công cho cuộc thi á, bao giờ cũng là từ nội lực của các thí sinh. Nhưng mà bên cạnh đó Nhân cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm với lại Z Studio, bởi vì Z là một trong những nhà sản xuất cực kỳ chịu chơi tính tới thời điểm này, và với những cái mong muốn từ ekip sản xuất, từ đòi hỏi của đạo diễn, thì nhà sản xuất sẵn sàng đầu tư những cái thiết bị mới về âm thanh, ánh sáng, màn hình, cũng như là chịu sử dụng những cái set sân khấu hoàn toàn mới và độc đáo. Có thể nói là nó có những cái set sân khấu mà làm khó cho khán giả nữa, làm không phải là cái set sân khấu đó là được sử dụng trong quay hình nhiều. Thì với những cái sự mà giá làm mới như vậy thì Nhân nghĩ là chắc chắn phải thu hút thôi. Thì với sân khấu mùa này á, quý vị sẽ được nhìn thấy đây là một cái sàn sân khấu khá là dài, và có những cái set tạo góc cạnh nó phải nói là nó rất là khó chịu, đòi hỏi cái kỹ năng biểu diễn của ca sĩ. Tại vì nếu diễn trên một ca sĩ có diễn trên một cái sân khấu có mặt phẳng đơn giản thì các bạn sẽ dễ xử lý hơn, nhưng mà mình đã sử dụng một cái set sân khấu khó chịu, nó gấp khúc và nó khá là dài. Vì vậy cái cách dàn dựng nó cũng khác, cách bày biện vũ đoàn nó cũng khác, thì nhưng mà nó sẽ được một cái là cái góc nhìn, những cái góc quay khán giả xem cảm giác rất là mới mẻ. Cái tiếp theo nữa là hệ thống đèn, thì đây là lần đầu tiên vừa nhập kho về một cái lượng lớn đèn Katana. Thì đây là một cái loại đèn mà đưa ra những cái tia sáng rất là sắc nét, và trong giới thì mọi người hay gọi đây là thanh kiếm của Nhật Bản, tại vì nó cái tên của nó, vì nó chiếu ra những cái tia rất là sắc nét, cho nên là mọi người dùng cái tên là Katana, là lưỡi kiếm của các samurai. Thì đợt này tụi mình dùng cái dàn đèn đó để xem như là át chủ bài của chương trình. Bên cạnh đó là hệ thống led sàn và mặt dựng sẽ tạo cho khán giả những cái cảm giác rất là lạ, cảm giác như là cả cái sân khấu mình nó như là một cái đĩa bay á, nó không nằm một chỗ mà nó sẽ lắc lư, nó sẽ lên xuống sôi động theo những cái bài mà có tiết tấu nhanh, cũng như là nó sẽ dập dờn trên sóng nước. Thì khi coi quý vị sẽ có được cái cảm giác đó.